Cảm ơn. Chóe, nó gọi là chóe rượu. Tí nữa trước khi về mua chóe rượu nha. Mình muốn mua chóe rượu cần á anh, là ở trên chỗ giao lưu phòng chiên á, ở đó có đường đi xuống hầm rượu. À, hầm rượu mua tại đó hả? Đúng rồi. Anh mới đi ngang xong. Dạ, người ta có bán rượu cần á. Ngon không? Dạ ngon. Rượu cần mà để cần lâu là uống mà sảy luôn. Hết sảy con bà bảy luôn. Mẹ. Hai người bình nha, người hai bình. Anh không bao nhiêu bình được hết. Anh là một bình, anh là hai bình. Nhưng mà mình uống còn phải đủ. Loãng rồi. Ba chưa coi mà. Cho ba coi chút. Vô đây với ba nè. Ba. Tặng nó con. Có đồ nè, có mặc đồ nữa nè, nó có nguyên nữa. À, đó là hồi đó chưa có đồ. Đó là nguyên thủy. Nguyên thủy. Quay giờ đi thấy phụ nữ không mặc đồ không? Em mấy cái tượng á. Cái tượng ai mà mặc đồ cho nó ấy. Cái tượng chỉ có là cái tượng trắng 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 á. Mấy tượng như thác brand á, mấy người phụ nữ á. Mà còn mấy tượng giống như mấy tượng nhà mồ đây, sao ai mà mặc đồ được cho nó anh? Không, mấy tượng bằng đá ở thác brand á là phụ nữ không có mặc áo. Thì đúng rồi. Mẹ ông ơi, hồi xưa đông đâu mặc áo cho người chịu. Mặc 100 đứa mà thời gian đâu mặc. 100 đứa sao mặc? Mặc không kịp. Liên tục mà. Quấy là đủ rồi. Để nhiều con cũng cực lắm. Đúng em. Vô thăm nhạc cụ kìa. Ba đứa. Thôi, đủ rồi. Một đứa xài, hai đứa xài. Một đứa xài, hai đứa xài. đứa nào xài, đứa nào xài. Anh ba này. Ba mà ba thằng con trai. Không, một đứa hai trai. Không, còn một cái rưỡi nữa là mà. Cho mày.